Ngày cưới của hai bác. Cảm ơn mấy con. Em ơi, ra nhận quà của tụi nhỏ nè. Ôi, cảm ơn các con. Quà đẹp quá, bác rất là thích. Chúc hai bác ngày hôm nay ngọt ngào, ngày mai say đắm, ngày muốn thăng hoa nha. Bụng bự khéo miệng, chúc hay quá. Cảm ơn các con. Sao bạn chúc gì lạ vậy bụng bự? Mình nghe ba mình chúc mẹ mình như vậy mà. Vậy là mình sai rồi hả? À, các bạn đến rồi hả? Lên phòng mình chơi đi. Mình có mua bộ xe đua đã lắm á. Wow, vậy hả? Mình lên chơi đi tay to. Mình không thích chơi đua xe đâu, chán phèo à. Vậy còn trò đố vui có thưởng thì sao các con? Là sao hả bác? Bác có một chiếc vé đi vào vùng đất thần tiên, ai thắng cuộc sẽ được. Nhưng thi gì vậy bác? Đề tài tự do, chỉ vật gì thì đọc đồng dao có tên vật đó, được không? Yeah! Thích quá đi, bác ra đề đi. Chủ đề đầu tiên là hoa. Con đọc trước cho. Hoa nào mẹ yêu nhất, hoa nào thơm ngát hương, hoa nào tươi thắm nhất, đó là hoa bé ngoan. Mình biết bài này. Em được mẹ thương nhất, em được cô giáo yêu, khi nào em ngoan nhất, đó là hoa bé ngoan. Nhưng mà tay tôi đã đọc rồi, đốm đọc lại đâu được tính, phải không bác? Đúng rồi, tiếp theo là các loại rau nha. Con biết, tứ cha rau muống tốt tươi, tỏi hành lớn cộng chọc trời mà lên. Tứ cha rau ngô rau dền, ngọn lên trống lớn để đền công ta. Ba mẹ tìm ra đề tài phù hợp với con gái không à? Bác ơi, ra đề tài thức ăn đi, đây là thế mạnh của con đó. Lúc nào cũng ăn, chưa chắc mình với bạn ai giỏi hơn đâu ha. Giờ đến con gà. À, con gà cục tác lá chanh, con lợn ngủ nỉn mua hành cho tôi. Mình cũng có nè. Em tôi buồn ngủ buồn nghe, buồn ăn cơm nếp cháo kê thịt gà, buồn ăn bánh đúc bánh đa, củ từ khoai nướng su sa bánh giò. Vậy là tay to thắng rồi. Vị tay to kể được nhiều bài đồng dao nhất và nhiều món ăn nhất. Con không chịu đâu, tay to là con gái thì biết nhiều món ăn là đúng rồi. Nhưng cuộc thi mới là chặng một. Để hoàn thành món lẩu, mẹ cần rất là nhiều loại nấm. Ai tìm được nhiều nấm nhất thì sẽ thắng và nhận được chiếc bánh kem này, được không? Wow, bác đốm làm bánh đẹp quá. Có cả một cái hoa hồng nữa nè. Để nhìn cho đẹp mắt con. Bác ơi, sao phải cần đẹp mắt? Con nghĩ muốn ăn thì còn ngon thôi được rồi. Món ăn có màu sắc đẹp, mọi người sẽ thích ăn hơn. Đó chính là hương vị tình yêu các con à. Vậy hả bác? Sau này tay to lớn, tay to cũng sẽ nấu ăn vừa ngon vừa đẹp như bác. Thôi, bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc thi hái nấm nha các con. Tay to thua rồi. Mình đi hái nấm đi đón. Tụi mình tới tảng đá đằng kia ngồi nghỉ mệt tí đi. Mệt quá à. Mới đi có chút xíu mà đã nghỉ. Chúng ta không đi nhanh thì sẽ không kịp nấu ăn đâu. Nhưng nghỉ có tí xíu mà, trời mát như vậy. Tao nói đúng đó. Tụi mình cố gắng hái nhanh đi. Nhìn trời trong xanh vậy thôi, chứ tí xíu là mưa ngay á. Mà mưa thì không về nhà được đâu. Cái gì mà trời mưa? Trời đang nắng đẹp và mát như thế này. Nhưng mấy bạn có thấy đằng xa xa trên bãi cỏ kia không? Thấy sao được, cỏ và hoa đẹp quá trời luôn mà. Chuyên gia thời tiết hả đó? Không phải hoa cỏ bông gì đâu, phía trên kia kìa, có thấy không, quá trời chuồn chuồn luôn đó. Thì sao chứ, chuồn chuồn bay xuống hút mật hoa đó. Chuồn chuồn mà hút mật hoa gì, có phải là ong đâu chứ. Trời ơi, chuồn chuồn không phải bay thấp để hút mật đâu, chuồn chuồn bay thấp là sắp mưa đó. À, mình nhớ ra rồi, chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm, đúng không đúng? Ừ, chúng ta đi nhanh đi, trời sắp mưa rồi đó. Tụi mình chia nhau ra hái nấm nha, ai hái xong thì về lại đúng chỗ này, khoảng 30 phút nữa, chúng ta có mặt ở đây nha. Biết rồi, mình sẽ là người hái nhiều nấm nhất cho coi. Còn lâu, mình mới là người siêng năng nhất nè, mình sẽ được chiếc vé vào thế giới thần tiên. Đây là cây thông, thì chắc chắn nấm mọc từ thông sẽ ăn được rồi. Đây là cây liêm,
thì chắc chắn nó mọc từ gốc cây này là nấm liêm rồi. Ôi da, ai đắp cây đất cao ở đây vậy nè? Ôi, đây là ụ mới. À, đây là nấm mới nè. Bà con ơi, nấm mới. Bây giờ mình sẽ tìm thật nhiều nấm để dành chiếc vé đi xứ sở thần tiên. Nấm to đẹp luôn, đủ màu đủ sắc luôn mới đã chứ. Món ăn có màu sắc đẹp, mọi người sẽ thích ăn hơn. Đó chính là hương vị tình yêu các con à. Bụng bự, con giỏi lắm. Đây là vé đi xứ sở thần tiên, chỉ dành riêng cho con thôi. Nấm gì mà thơm quá à. Món lẩu nấm sẽ thơm nhờ nấm của mình. Màu sắc lại đẹp nữa. Nấm nhiều như vậy, mình vừa hái vừa ăn chắc không sao hết. Bụng quá. Trơn, tay to ơi, cứu mình với. Cứu mình với. Tay to, cứu với. Hả? Tiếng ai kêu như bụng bự vậy kìa? Cứu mình với. Bụng bự, bụng bự. Bạn bị sao vậy? Bạn ở đâu? Cứu mình với. Bụng bự bị gì vậy đó? Hả? Chắc tại bụng bự ăn mấy cây nấm này rồi. Chưa rửa mà ăn nên bị đau bụng chứ gì. Mấy cây nấm này màu đẹp thiệt ha đứa mà. Đừng đụng vào nó. Nó là nấm độc đó. Nấm độc hả? Ghê vậy. Vậy là bụng bự trúng độc phải không? Ừ, giờ tụi mình phải tìm cách giúp bụng bự ngay. Lẹ đi đó, cứu bụng bự đi. Bụng bự, bạn chịu khó chút nha. Mình sẽ giúp bạn hết ngay. Thôi rồi, bụng bự nuốt sâu vào trong bụng luôn, không có ói ra được. Vậy phải làm sao? Phải tìm cách khác thôi. Hay chúng ta khiêng bụng bự về nhà tìm người lớn giúp đỡ đi. Nhưng sợ không kịp á, vì cái độc tính của nấm này nó mạnh lắm. Không biết bụng bự ăn nhiều hay ít nữa. Tay to, bạn lấy giùm mình chai nước. Bây giờ chỉ còn cách là cho bụng bự uống thật nhiều nước, rồi ép cho bạn ấy ói ra thôi. Đúng rồi, hết nước rồi, giờ phải làm sao? Thì chạy ngay ra suối mang nước về đây. Lẹ đi. Nhưng suối ở đâu? Ở đâu chứ? Ở bên phải đó. Đi thẳng rồi rẽ trái sẽ gặp dòng suối, hiểu không? Biết rồi, mình đi đây. Bụng bự, bạn ráng cầm cự nha. Mình sẽ cứu bạn. Không sao đâu, đừng có sợ. Đây, nước nè, bạn đưa cho bụng bự đi đó, mau lên. Bạn uống nhiều nước vô, rồi ráng ói ra hết nha, sau đó mới khỏe được. May quá, bụng bự qua cơn nguy kịch rồi. Đốm, tay to, cảm ơn hai bạn nha. Nếu không, mình chết rồi. Tại bạn ăn nấm độc đó. Nấm càng có nhiều màu sắc sặc sỡ và càng nhiều hương thơm thì chất độc càng cao. Tại mình nghe mẹ đốm nói màu sắc đẹp thì ăn sẽ ngon, nên nghĩ nó ngon. Không phải, đó là khi bài trí thức ăn đẹp mắt thôi. Chứ còn trong thiên nhiên, động thực vật nào có màu sắc đẹp đôi khi lại rất nguy hiểm đó. Thôi, lên đường về nhà thôi. Mình với tay to hái nhiều nấm lắm, chắc đủ cho bữa nấu lẩu tối nay rồi á. Vậy là mình không được vé đi lạc vào thế giới thần tiên rồi.